1001 câu chuyện trung thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường. Chào mừng các bạn đến với bộ sticker Tết Trung Thu. Wow, có 2 tầng luôn, với những bộ váy của tiên nữ nè, rất là đẹp nha, có cả thỏ ngọc nữa nè. Đó, những bộ váy có lấp lánh kim tuyến. Wow, 1 kim cương, 2 kim cương luôn. Wow, rất đẹp luôn nha. Rồi, ở phía dưới, dĩ nhiên là phải là sticker hàng Nga nè. Nhìn kỹ đi, trên tóc nè có hoa đồ ha, xinh ơi là xinh luôn. Và đây là bé thỏ ngọc ha, những bộ đồ nè. Còn đây chắc cũng là những nàng tiên nữ hay sao đó các bạn ơi. Nói chung là bộ sticker này rất là đẹp, 30.000 đồng. Chúng ta sẽ làm câu chuyện về Tết Trung Thu của chị Hằng Nga và thỏ ngọc nha. Lật ra phía sau, đó trời ơi, đúng là lung linh. Và đây chị đã sắp xếp lại nhìn cho nó gọn gàng hơn theo từng loại để chúng ta vào câu chuyện thì nó sẽ ok hơn. Đây nè, giống như cái trang này ha, chị đã để 3 nàng tiên nữ lại chung với nhau nè. Đó, cũng như kim cương, thỏ, trời ơi, rồi giày, dép, những cái đồ vật dụng nhỏ nhỏ để trang trí. Đặc biệt có những nàng tiên nhỏ nữa nè, xinh ơi là xinh luôn. Và chị rất thích những cái bức tranh ở dưới đây luôn á. Nếu như mà để cái sticker này để trang trí tập sách hoặc là cái gì á thì nó cũng đẹp ha. Đặc biệt nè, đó các bạn thấy không, những nàng búp bê. Wow, xinh thật là xinh luôn. Đó, để lại như thế này nè ha, nhìn nó rất là gọn gàng. Còn quần áo thì mình sẽ để qua cái trang này. Đó, chị sắp xếp lại hết luôn. Những cái chỗ trống này thì mình sẽ để những cái bộ đồ ngắn. Rồi đến là những cái bộ đồ của nàng tiên nè. Đó, váy hoa, váy xòe, áo choàng, váy galaxy. Rồi đến là những chiếc váy giống như là váy công chúa đó các bạn nè. Hồng, tím, đó, xanh, đủ màu hết nha. Những cái màu nổi bật đó thì chị sẽ để ở trên. Rồi, đến là những cái chiếc váy có cái màu mà nó dịu dàng và nó dạng như là nó trầm hơn á. Màu nâu, cà phê sữa nè, sô-cô-la nè. Đó, màu cam, đó, rất là xinh luôn. Sắp như thế này á, thì vào câu chuyện các bạn sẽ dễ lắm nha. Tức là mình sẽ dễ tạo tủ đồ nè. Đó, mình vẽ tủ đồ là nó y luôn. Sau đó là mình sẽ sắp xếp các nhân vật là nó không có sợ là bị thất lạc đồ ở đâu hết. Mình nhìn cái là mình biết liền ha. Và đây là cách mà chị hay sắp xếp trước khi tạo câu chuyện đó. Các bạn bắt chước theo ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào câu chuyện của Tết Trung Thu hôm nay thôi nào. Và câu chuyện bắt đầu ở trên cung trăng nha. Đó là ông trăng rằm tháng 8. Nhưng mà chị vẽ thì nó không có tròn lắm. Thôi thì kệ ha, như thế này. Và ở trên cung trăng á thì có một cái cây gọi là cây đa nha mọi người. Mình vẽ tượng trưng thôi nha. Mình sẽ vẽ lá đa vô nha. Yeah, xong rồi nè, đơn giản thôi ha. Và đây, chúng ta sẽ dùng những cái lấp la lấp lánh này để trang trí cho ông trăng của chúng ta trong đêm Trung Thu. Bông hoa nè, nở cho nó thơm. Cây này là cây để phát ánh sáng. Đó, trang trí bằng những ông sao, có cả nơ. Và nè ha, chim nữa nha, những chú chim bay lên tới trên đây luôn. Và đây, đó, ánh sáng được phát ra xung quanh kim cương. Và dĩ nhiên phải có những thiên thần nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó, ở trên ông trăng nè. Và đây, đó là nhân vật chị Hằng ha. Chị chọn cô gái tóc màu mà hồng hồng và có cài hoa trên đầu nè. Bộ bikini cũng rất là xinh. Mặc một cái áo kiểu cổ trang của Hằng Nga. Chiếc áo hoa rất là xinh luôn. Và cũng mang một đôi giày tương tự như vậy ha. Xong rồi. Công đoạn trang trí mặt trăng cho đêm Trung Thu đã hoàn chỉnh rồi nè. Không biết trăng đêm nay có sáng nhất không nữa. Dĩ nhiên là sáng nhất rồi, chị yên tâm đi. Vậy là cuối cùng đêm trăng rằm đã đến rồi. Mọi người bắt đầu thảy bong bóng và khinh khí cầu lên trời để cầu mong dưới ánh trăng tươi tắn và tròn đầy như thế này thì sẽ đem đến điều may mắn và hạnh phúc cho mọi người. Ôi, khinh khí cầu đã bay lên đây rồi. Thích quá, thích quá. Mình sẽ bay lên trên đây để ngồi chơi. Ngồi lên trên những quả khinh khí cầu này thật là thích thật. Ủa, rồi thỏ ngọc tối nay sao đâu mất tiêu rồi ta? Thỏ ngọc ơi, hey, em đây. Em biết là đêm trăng thu thế nào hả? Bọn nhỏ nó cũng sẽ gửi thư lên cho chị Hằng. Đây là những bức thư nè, và em đã lén đọc nó đó. Vậy à, vậy mà ta tưởng năm nay các em nhỏ không gửi thư cho chị Hằng Nga chứ. Ta nôn quá, không biết là các em đang muốn gì nữa. Em đọc rồi, ở trong thư á là các bạn nói là sao, nói nhanh lên đi, ta nôn quá. Các bạn nói là đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, mong chị xuống chơi với các em một lần. Đúng là buồn thật, suốt ngày ta chỉ ở trên cung trăng múa hát như thế này và cố gắng tỏa thật nhiều ánh sáng để cho các em vui. Chứ ta cũng chưa bao giờ xuống dưới chơi với các em được nữa, ta cũng buồn lắm các em biết không. Chị ơi, nếu như chị cũng thích xuống dưới chơi, hay là em với chị cùng nhau xuống đất chơi với các bạn một lần nha. Nhưng còn cung trăng thì sao? Ta và em cùng đi thì ai sẽ là người coi cung trăng? Em đây, nếu chị không ngại thì hai đứa em sẽ coi cung trăng phụ chị cho nha. Với lại, ở trên đây cũng yên ắng, không có ai phá pháp gì đâu, chỉ có trăng và những ánh sao thôi. Đúng rồi đó, vậy thì mình xuống đất đi chị. Được, nếu vậy chúng ta sẽ cùng xuống mặt đất một lần nha.
Hai em nhớ cẩn thận coi giùm ta và có chuyện gì nhớ báo ta biết nha. Dạ, chị yên tâm yên tâm. Được xuống đất rồi, thích quá. Nhưng mà chị ơi, em không thể xuống đất, làm thỏ biết nói người ta sẽ hoảng sợ đó. Chỉ cần em yên lặng là được rồi, em cứ đi theo ta thôi. Thôi như vậy thì buồn lắm, chị cho em biến thành một cô gái xinh đẹp đi nha. Hơi, nhưng mà em biến thành người thì đừng có đi quậy phá lung tung thì mới được. Em hứa nhất định sẽ không quậy phá lung tung. Còn không hả, từ đây về sau em sẽ không bao giờ xuống dưới đất nữa. Được, nếu em đã hứa thì nhớ giữ lời. Bùm, và đây, Thỏ Ngọc đã biến thành một cô gái khá là xinh đẹp nha. Và bà cô cũng biến thêm một cái bộ váy galaxy sặc sỡ luôn nha. Vì tánh của Thỏ thích vui nhộn cho nên cô ấy nè. Đó, có một bộ đồ xinh đẹp, lại còn đội một cái nón rất chi là hoành tráng luôn. Đây, tiếp theo là Hằng Nga cũng chọn một bộ đồ thật đẹp để xuống trần gian để chơi với các bạn nhỏ. Bộ váy lộng lẫy với hoa nè, bầu trời nè, đó, rất là đẹp luôn. Chị Hằng hy vọng với bộ đồ đẹp này á thì các bạn nhỏ sẽ càng thêm yêu quý chị Hằng nha. Đây, đội nón vô. Wow, và các bạn xem đây, Thỏ Ngọc và Hằng Nga. Ôi, cả hai đều rất xinh đẹp và không biết là ai đẹp hơn ai luôn á nha. Trời ơi, hai chị đẹp quá à. Em ước cũng có một lần được đẹp như vậy. Cảm ơn em, hai em ngoan, sẽ có dịp chị cho xuống đất chơi và biến thành người như thế này nha. Ôi, là con gái thật xinh với những bộ đồ áo thật là lung linh đúng không mọi người? Nào, chúng ta hãy cùng nhau xuống mặt đất thôi nào. Hồ biên tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh. Trời ơi, phải làm thật là nhanh để trang trí cho xong trước cái đêm trung thu. Cầu mong cho bán đồ thật là đắt luôn nha. Cửa hàng của chị Hằng đây mọi người ơi. Chị Hằng vừa xinh đẹp vừa bán đồ đẹp nữa nha. Và đó chính là tôi nè. Đây á là cái bảng hiệu này nha. Và ở cái cột này á thì cũng được trang trí bằng những cái ông trăng nha mọi người. Đó, ông trăng tròn, ông trăng khuyết. Tiệm chị Hằng Nga mà, cho nên là có rất là nhiều trăng luôn. Ở đây thì sẽ tô cái ánh trăng lên. Còn đây thì sẽ tô màu xanh của bầu trời đêm. Tiếp theo thì sẽ gắn móc nha. Ở đây thì sẽ có cái móc keo lồng đèn trung thu nha. Còn ở đây á thì sẽ được gắn bằng cái móc. Ồ, trời đất ơi, lần đầu tiên vẽ cái móc răng cưa. Để nó đi nha, gấp lắm rồi, sắp trung thu rồi. Đây, nhìn mấy cái răng cưa thật là tức cười. Nhưng mà thôi kệ đi, đó là sáng tạo của cái shop mình mà. Ai, phần trang trí xong rồi, bây giờ treo đồ lên. Ai mua tôi bán, ai mua tôi bán đồ nha. Rất đẹp, rất xinh, đồ ngắn, đồ dài đầy đủ nha. Trời ơi, tôi thật là như một siêu nhân có thể treo cả đống đồ lên như thế này. Ôi, hát một chút xíu thôi chứ rinh cái đống này mệt thiệt luôn á mọi người. Coi nè, quá trời đồ luôn. Váy bông hồng, váy xanh hồng, váy màu hồng, váy màu tím, váy màu sọc. Trời ơi, lấp lánh nơ. Ai mua đồ ủng hộ tôi, bao đẹp bao đẹp. Hay, ha ha, xong rồi. Còn thiếu gì nữa ta? Ủa, rồi mấy cái bức tranh, mấy cái đồ dùng của Hằng Nga đâu rồi ta? Tối mà trung thu người ta mua nhiều lắm mà đâu rồi? Thôi, mình sẽ treo đỡ cái lồng đèn lên trước vậy. Tết trung thu mà không có lồng đèn là không có được nha. Mình sẽ treo lên. Yeah, shop chị Hằng đẹp quá mọi người. Nhớ ủng hộ mình nha. À, đây rồi, những cái vật dụng mà liên quan chị Hằng nè, mọi người muốn mua về chơi thì ghé tiệm mình nha. Đây là khung cửa sổ mộng mơ. Đây, khung cửa sổ mộng mơ có con chim nhỏ của chị Hằng nè. Đó, hũ điều ướt nha, các bạn xem nè, hũ điều ướt bên trong có chị Hằng Nga nè. Thấy không, có chị Hằng Nga. Đó, mình muốn ướt gì mình sẽ bỏ vào trong cái hũ chị Hằng Nga này mình ướt nha. Tiếp đến á là hộp quà Hằng Nga. Đây, chị Hằng Nga và rất nhiều thiên Nga luôn. Được bỏ ở trong đây luôn nha mọi người. Mọi người mua về á, rồi ngắm chị Hằng. Ồ, tiếp theo chị Hằng và búp bê. Đó, đây là chị Hằng Nga và rất là nhiều búp bê nè. Thôi, đúng là shop Hằng Nga. Cái gì của Hằng Nga mình cũng có bán hết nha. Đặc biệt, đó, đây là búp bê Hằng Nga nè. À, mình sẽ để ở ngoài cửa hàng để đón chào khách. Và ai muốn mua thì mình bán luôn. Xong rồi, mệt mỏi quá đi. À quên, đây là con mèo nữa nè. Thật ra nó là Thỏ Ngọc của Hằng Nga mà để biến thành mèo á mọi người. Ôi, bỏ trong cái tô nhốt nó lại. Vì á, nghe đồn á, là cái con thỏ của Hằng Nga nó phá dữ lắm luôn á. Cho nên á, nó bị nhốt trong cái tô và biến thành con mèo đó mọi người. Ôi mà chẳng có ai hết, mình cứ nói chuyện linh tinh một mình hoài hà. Chắc là đói bụng rồi đó. Đây nè, thôi cái túi đã sẵn sàng rồi. Ai mua á, thì mình sẽ bỏ tiền vô túi. Còn bây giờ, đói quá, đi ăn thôi, để nó nhảm. Trời ơi, shop Hằng Nga nữa kìa. Trời ơi, chị Hằng ơi, ở đây người ta ngưỡng mộ chị nè. Có cái tiệm tên Hằng Nga luôn nè chị ơi. Chị xuống coi đi. Trời ơi, nhiều đồ đẹp lắm luôn. Đâu, để chị xem. Công nhận, có nhiều đồ đẹp quá. Nhiều đồ hơn ta tưởng nữa. Để em tham quan một vòng coi nè. Trời ơi, chị Hằng với búp bê.
Ôi chị Hằng, chị Hằng ơi, người ta làm chị Hằng á thật là đẹp luôn. Đừng nói là làm mấy bộ đồ này cho chị Hằng nha. Vậy là chị sướng rồi. Chị xuống đây á sẽ được quà tặng quần áo miễn phí. Lại còn được tặng con mèo méo méo này nữa nè. Thích ghê luôn. Chắc không phải tặng chị đâu, chỉ là yêu quý chị thôi, chứ người ta phải bán kiếm tiền mà em. Thôi, mình có muốn mua gì thì mua, còn không á thì đi chỗ khác tham quan. Yummy, trời ơi, đói bụng, có gì ăn hết ăn nở ổn mày, yummy. Ủa, có khách nè. Xin chào hai người đẹp, hai người đẹp có muốn mua đồ để đi chơi đêm trung thu không? Wow, hai nàng có hai bộ đồ, đẹp thiệt luôn. Nhưng mà hơi ngộ quá, tự nhiên đi chơi trung thu sao lại mặc đồ lè lẹt như thế này? Nè, cô nhóc tì kia, đừng có ăn nói hỗn láo. Váy của người ta đẹp như thế này mà lại nói là lè lẹt. Còn cô biết đây là ai không? Chính là Hằng Nga đó, gặp còn không mau chào. Trời đất ơi, chị đã nói là em không được nói thân phận thật của mình ra mà. Sao em lại nói như vậy hả Thỏ Ngọc? Gì chứ. Một người là Hằng Nga, một người là Thỏ Ngọc hả? Trời ơi, cứ mặc đồ đẹp lên như vậy á thì hả, được làm Hằng Nga với Thỏ Ngọc hả? Trời ơi, vậy nếu mà tôi mà mặc cái bộ đồ này vô á, chắc tôi là nữ hoàng hay là tiên nữ gì đây á, đúng không? Trời ơi, tôi còn đẹp hơn là hai nàng nữa nè. Mà công nhận á, bộ đồ của nhà ngươi đẹp thiệt luôn á nha. Không ngờ với Trần Giang lại có thể may được bộ đồ đẹp như thế này. Thôi thôi, bớt nói giỡn giùm tôi đi. Thôi làm ơn á, có mua đồ gì thì mua giùm, còn không thì để yên cho tôi dọn dẹp. Đừng tới đây quậy phá tôi nữa. Nghĩ sao mà giờ này có Hằng Nga Thỏ Ngọc? Có mẹ, ta chính là Thỏ Ngọc đây nè. Cái gì? Thỏ Ngọc hả? Nè, Thỏ Ngọc là con mèo, ta nhốt ở đây nè. Thôi, đừng có phá ta nữa, đi chỗ khác đi. Ngươi là một cô gái xinh đẹp, đừng biết tự nhận mình là Thỏ Ngọc như vậy nghe chưa? Ta nói ta là Thỏ Ngọc thiệt mà. Thôi đừng đùa, ta không tin. Thôi thật tức quá đi mà. Thôi nè Thỏ Ngọc, em đã hứa với ta là xuống đây phải nghe lời ta, không phá phách lung tung. Đừng tranh giành và nói mình là Thỏ Ngọc nữa. Thôi đi chỗ khác đi, kẻo cô ấy phát hiện ra thì lại không được đó. Ôi, đi giùm đi, xui xẻo quá à. Chứ ai mua mở hàng hết mà vô quậy tưng bừng hết là tôi còn phải lấy cái đầm đẹp này ra nữa chứ. Mà nghĩ tôi cũng nhiều chuyện thiệt. Thôi thay đồ khác vậy. Không ai mua thì mình sẽ tự mua. Lựa một bộ đồ nào cho nó tươi tắn, cho nó hên cơ ta. À, màu hồng đi. Đây, tóc hồng mặc đồ hồng chắc sẽ may mắn hơn. Yeah, đẹp thiệt luôn á nha. Đồ của Hằng Nga cũng đẹp bằng mình nữa. Nè cô kia, tôi tức cô lắm nha. Tại sao cô cứ nói Thỏ Ngọc và Hằng Nga thì không đẹp bằng cô chứ hả? Cô nhìn lại đi, bộ đồ cô làm sao mà đẹp bằng chứ hả? Nhưng mà nhìn kỹ lại cũng đẹp thiệt. Cô làm ơn bán cho tôi một bộ đồ màu hồng giống như vậy đi. Bộ này đi nha. Không biết cô có bán hay không thì tôi cũng đã lấy mặt rồi. Nhìn xem. Wow, đẹp thật nha. Lần đầu tiên tôi mới được mặc á. Nào giờ ở trên cung trăng tôi đâu có được mặc mấy bộ đồ này. Đẹp thiệt, để tôi thử bộ màu tím. Ôi, đẹp luôn nè. Trời ơi, nó có cái túi hình cục kẹo với đám mây nữa nè. Ơi, sao biết tôi ở trên trời mà thấy cái bộ đồ này đẹp dữ vậy ta? Mấy bộ này cô mặc đẹp đó. Trời ơi, tôi đã nói rồi mà. Đồ ở đây hả, mặc còn đẹp hơn đồ của Hằng Nga đồ nữa. Thiệt không? Bạn thấy tôi mặc bộ này còn đẹp hơn Hằng Nga nữa hả? Thích thật luôn. Để tôi thử bộ màu xanh này. Wow, nhìn dịu dàng đáng yêu quá. Ôi trời ơi, Thỏ Ngọc, nghĩ sao mà em cứ ở đây hoài vậy hả? Chúng ta còn phải đi thăm các em nhỏ nữa. Sao em cứ mãi mê thử đồ hoài như vậy hả? Đồ đẹp quá mà, chị đi trước đi. Em á chạy rất là nhanh, chị cứ đi trước, em sẽ chạy đến liền. Hứa là không có phá phách đó nha. Vậy thì em cứ ở đây mà thử đi. Chị đi trước đây, nhớ tranh thủ đó. Ê, nói nghe nè, sao cái bà đó nhìn bà khó chịu quá ha. Đi chung với bà chắc là mệt lắm á. Mà sao hai người cứ xưng nhau là Hằng Nga với Thỏ Ngọc vậy? À, chẳng lẽ là hai người là diễn viên hả? Đóng vai Hằng Nga và Thỏ Ngọc hả? Mà nè, thử hơi nhiều rồi đó nha, có tiền trả không vậy? Tiền hả? Tiền là gì? Trời, đừng có đùa nghe. Nghĩ sao mà hả, thử quá trời đồ luôn, bây giờ hỏi tiền là gì? Ơi, dám ở trên trời xuống vậy? Thì tôi ở trên trời mới xuống thiệt mà. Thôi, bớt đùa đi nha. Nếu như mà không có tiền á, thì làm ơn trả đồ cho tôi rồi biến khỏi chỗ này. Nhưng mà đồ đẹp quá à, tôi thích thử. Cô cứ cho tôi thử đi, tôi thử hết tiền thế nào một hồi nữa hả, chị Hằng đến cũng sẽ có tiền trả lại cho cô. Trời, chị Hằng làm như giàu có lắm vậy á. Ghi lại hả, cô mua thì cô trả, sao lại bắt chị Hằng phải trả tiền cho cô chứ? Chị Hằng giàu thiệt mà. Ghi lại hả, chị Hằng thương tôi lắm. Đi cho tôi thử hết đồ đi, lâu lâu tôi mới được mua đồ mà. Trời ơi, cái đầm bông hồng nè. Wow, xinh đẹp quá à, thích quá à. Rồi tới cái đầm này nữa nha. Trời ơi, cái cổ thì cao mà bẹt vai nè, xè nè, đẹp hết sảy luôn. Chán ghê luôn á. Có một khách ta thử hết đồ luôn, không biết có mua không nữa. Thôi kệ vậy, buôn bán là phải chiều khách hàng, cũng phải ráng cho cô ta thử vậy. Rồi nè, còn xào ở trên nữa, thử luôn đi. Thôi trời ơi, sao cái shop chị bán đồ không có ai hết nè. Để tôi thử tiếp coi. Trời ơi, cái áo gì mà ngắn quá vậy.
cái quần này nữa hả? Wow. Trời ơi, đồ gì ngắn quá à. Thôi, ở trên trời không có cho mặc cái đồ như thế này đâu. Bây giờ mình sẽ thử cái này. Wow. Trời ơi, cái áo ở trên á thì giống áo của chị Hằng Nga, mà cái quần gì mà ngắn quá à. Chị Hằng Nga không cho mình mặc cái này đâu. Tiếp theo thì mình sẽ mặc cái bộ này nha. Ê, cũng dễ thương nha, mà sao ở dưới đất lại có mấy cái đầm ngắn như vậy? Ở trên trời là phải đầm nó dài xuống như thế này nè mới được, thấy không? Phải dài như thế này nè, cái này nó còn hơi bị ngắn nha. Rồi trả lại luôn. Còn cái này, trời ơi, màu sắc cũng đẹp quá ha. Ôi, để mình thử xem. Trời ơi, đẹp ghê chưa mọi người? Đó, chỉ tiếc là nó hơi ngắn, làm sao mà mình có thể may dài xuống được chứ. Rồi, cái đầm này nữa nè. Wow, bồng bềnh như những nắm mây luôn nha. Trời ơi, coi nè. Wow, giống như là những đám mây hoa hồng vậy đó. Giống như cái cục kẹo bông vậy đó. Thích quá. Trời ơi, còn đây nữa. Ước gì mình có tiền mình mua hết luôn nha. Ý, thời trang ở dưới đất ngộ ghê nè mọi người. Có mặc quần đùi nữa chứ. Còn cái này đầm màu dài, mà sao lại lấy cái màu gì mà tối thui vậy nè ta. Thấy không? Cái màu tối như vậy thì có đẹp không mọi người? Ở trên trời á hả? Toàn là mặc màu sáng không à. Đây nữa nè. Trời ơi, cái màu vàng nhìn cũng dễ thương quá ha. Rồi tới cái đầm này, lần đầu tiên mà mình thấy luôn nè. Đó, để mình thử xem nha. Wow, cũng rất là đẹp luôn. Rồi cuối cùng là cô lấy hết hay là lấy một cái này? Hơi đẹp thiệt luôn, nhưng suy nghĩ là lên trời mình cũng không mặc được, bởi vì những cái đầm này toàn là ngắn như thế này không à. Ở trên trời không cho mặc. Thôi, mình sẽ trả lại nè. Đó, rồi mình sẽ mặc lại bộ đồ này của mình nè. Đó. Rồi, bye bye bạn nha. Mình sẽ đi theo chị hàng của mình đây. Đứng lại, tưởng làm thỏ ngọc thì sẽ chạy nhanh hả? Ta đã bắt được ngươi rồi. Nghĩ sao vô quán của ta thử tùm lum đồ hết, nói là sẽ mua hết, rồi bây giờ không mua một cái nào hết bỏ đi, còn chê đồ ngắn nữa hả? Thả ta ra đi mà, ta còn phải đi làm việc với chị hàng. Thả gì chứ, cái tội phá pháp thì bị bắt nhốt là đúng rồi. Vậy là cuối cùng chỉ có một mình chị Hằng đi khắp nơi tham quan thăm các bạn nhỏ để tặng quà thôi. Còn Thỏ Ngọc vì mê chơi đã bị cô chủ quán bắt lại vì cái tội vô tiệm của người ta phá pháp mà không mua. Sau khi xong việc, chị Hằng được các bạn nhỏ tặng cho một ly trà sữa bơ. Nhìn rất là thơm ngon, nhưng chị Hằng chợt nhớ là Thỏ Ngọc cũng chưa ăn gì, cho nên đi tìm Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc, sao em nói em đến chỗ của chị mà chị chờ hoài không thấy? Có ly trà sữa bơ nè, thơm ngon lắm, em ăn chung với chị nha. Ăn chung gì chứ, cô ấy đã phá banh cái tiệm của tôi rồi. Tôi chờ cô đến để lấy tiền bồi thường đây nè. Hai, ly trà sữa bơ này là coi như với hai cái công nãy giờ tôi phải nhốt cái con nhỏ này lại nè, phá phách quá. Tôi uống trước đây. Ngon quá. Rồi đó, cô cũng uống một chút đi. Hơi, mình là thỏ không biết mình uống được cái này không nữa. Nhưng mà cũng ngon thiệt. Thì ra là như vậy. Hèn chi, từ đầu chị đã nói em rồi, không có được thử đồ lung tung như vậy. Chúng ta xuống đây còn phải làm việc, làm xong rồi về. Như vậy là em đã không giữ được lời hứa. Em nói xuống đây em sẽ không quậy phá gì, cuối cùng thì lại thành ra như vậy. Thôi đây, cô chủ quán thông cảm nha. Tôi không có tiền, tôi chỉ có 2 viên kim cương, viên hồng ngọc và viên lam ngọc, 2 viên rất to và quý. Đảm bảo là có thể cho cô được nhiều shop thời trang như thế này. Còn bây giờ thì tôi có thể đón Thỏ Ngọc của tôi đi không? Wow, công nhận là chị Hằng giàu có thiệt luôn. 2 viên hồng ngọc và lam ngọc này to thật sự luôn. Như vậy là mình giàu to rồi. Thôi tôi trả đó, tôi trả Thỏ Ngọc cho cô đó. Đã nói rồi hả, mà cô không chịu thả tôi đi. Làm tôi bị la. Thôi, em không cần phải nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi về cung trăng thôi. Ủa, hai người này á, làm diễn viên hay làm cái gì mà nãy giờ cứ ngồi xưng chị Hằng, rồi Thỏ Ngọc bây giờ lại còn kêu đi về cung trăng nữa. Thật là tức cười quá, lạ quá. Thôi kệ đi, dù gì á thì mình cũng có được 2 viên kim cương này rồi. Ta giàu to rồi. Hai, hành trình kết thúc. Chị Hằng, em đang nghĩ chị mà, chị tha lỗi cho em đi. Tại vì lần đầu tiên em được xuống dưới mặt đất, thấy những bộ đồ quá xinh đẹp nên em muốn thử. Em quên mất nhiệm vụ của mình. Chị ơi, chị tha lỗi cho em đi mà. Các bạn ơi, năn nỉ giùm mình đi. Thôi, em đừng nói nhiều nữa. Luật trời đã quy định rồi, chị em chúng ta chỉ xuống đất khi có việc cần và không được quậy phá linh tinh. Chị đã chiếu cố cho em biến thành người và dẫn em xuống đất, nhưng em lại gây ra tai họa như vậy thì chị không thể nào không phạt em được. Chị ơi, chị tha lỗi cho em đi mà. Dù rất thương em, nhưng quy định là quy định, còn phải làm gương cho các bạn sau này nữa. Hô, biến. Từ nay em đã trở thành một cô bé thỏ ngoan ngoãn rồi đó. Chị ở đây với ta thôi, đừng chạy phá linh tinh. Và đây là Thỏ Ngọc trong phiên bản Tết Trung Thu nè. Nhìn xinh không các bạn? Thỏ Ngọc phó phách quá, cho nên từ đây về sau sẽ mãi mãi là Thỏ Ngọc ở trên cung trăng.
Lần sau mà ta đi á thì ta sẽ cho hai nàng tiên nhỏ đi nha. Ôi thôi đi chị ơi, em lại sợ em phá phách thì lại bị biến nhỏ hơn nữa là tiêu luôn. Chỉ cần nghe lời chị là được rồi. Đừng giống như em thỏ này. Vậy là cuộc sống của Hằng Nga ở trên cung trăng lại tiếp diễn rất là vui vẻ hạnh phúc cùng Thỏ Ngọc và những nàng tiên cũng như là những ánh sao. Câu chuyện đến đây cũng đã kết thúc rồi đó. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn đem trăng rằm thật là vui vẻ hạnh phúc bên người thân của mình. Và đặc biệt các bạn nhỏ, nhớ nha, đừng lung tung phá phách, có khi là bị phạt giống bạn thỏ đó. Cuối cùng, chị chỉ muốn dùng ánh trăng đêm trăng rằm để ban những phước lành cho tất cả mọi người. Tin tin tin. Wow, hy vọng rằng trong đêm trăng rằm tất cả chúng ta sẽ được những cái điều tốt lành ha. Còn video thì kết thúc rồi đó. Các bạn thấy câu chuyện ngày hôm nay hay không nè? Vẽ cái ông trăng rồi cái tiệm chị Hằng Nga nè. Đó, đơn giản nhưng mà đồ ở thì rất là đẹp luôn. Bạn nào thích thì cho chị một like và đăng ký thành viên kênh Một Nàng Là Một Câu Chuyện nha. Còn muốn mua cái bộ sticker Hằng Nga siêu dễ thương này á ha, thì gọi với lại shop Bé Út Chibi qua số điện thoại 0937899707 nè, để đặt mua bộ sticker dẻo nha các bạn. Đây nè, đó, sticker rất là dẻo, lại có cái ánh kim tuyến nữa, rất là đẹp luôn đó. Còn bây giờ thì chào tạm biệt thôi. Rồi có hai nàng tiên nhỏ nữa chứ, thích thiệt luôn. Bye bye.